Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp một cái trống tròn như thế này. Mà các bạn cùng theo dõi mình nha. Đầu tiên ta chuẩn bị giấy A4 với kích thước là 20x20cm. Ta bắt đầu gấp hai đường giấy. Cái nhỏ đỡ, ta nói thục cái nhỏ rồi. Ta mở ra và gấp thêm hai đường ngang. Và bây giờ ta gấp lại thành một phần dưới như thế này. Và từ hai đầu này ta tiếp tục gấp phần dưới nữa. Mặt dưới này ta không gấp vào. Ta tiếp tục mở ra. Rồi cái tua nó quên nhiều vụ lắm. Ông ở trên
làm được cái intro như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.